Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình tiếp tục lên clip mới để cây 2 1 2 3 4 5 5 lô mai tàng nha anh em. Rồi mình tiến hành để cho anh em xem chi tiết từng cây ha. Đây là lô số 10 số đây là lô số 16 nha anh em. Lô số 26. Số 16. Đây, lô số 16 anh em ơi. Đây, lô số 16 có một bộ tàng khủng nha anh em. Đó, cây rất mạnh nha. Hiện tại cho nụ cũng rất nhiều nha. Đó, bộ đế đây. Đó, đế nơm xuống. Cộng đế lực nha anh em. Đó, lô 16 cây số 1. Đây, lô 16 cây số 2 đây. Đó. Nụ nè. Nụ đất gắt nha anh em. Chỉ cành đều, củ nở. Quanh mỗi cây này là 13 hoành nha anh em. Đó. Đế nơm xuống nha anh em. Củ chà bá nha anh em. Đó, củ tầm hai mấy hoành. Thân nó thì 13 hoành. 13, 14 hoành. Đó, rồi sang số 24 nha anh em. 24 nó có 3 cây. 24 hoành từ 11, 12 hoành nha anh em. Đó, anh em giao lưu thì chốt hàng alo cho mình nha. Để số điện thoại trên phần tiêu đề nha anh em. Đó. Lô 24 này 3 cây giá 1 triệu. Đó, cây nãy quên báo giá nè, cây nãy là 2 cây nói giá 1 triệu anh em. Cây đế đẹp. Đó, chỉ cần là tổng thể chỉ cần nó em. 3 cây giá 1 triệu. Đó. Sang tiếp lô số 17 nha anh em. Vậy có bộ đế dữ dằn nha. Bộ đế rất đẹp. Củ nở. À. À. Cây đã cho bò nụ rất nhiều nha anh em. À. Đế đẹp. Củ nở. Đó. Lô số 17 cây thứ hai. Đế nơm nha anh em. Đế nơm cắm xuống quái củ nở. Nó tầm 13 hoành anh em. Giá 900 ngàn. Đó. Để cắm xuống nha anh em. Để lực cắm nôm xuống nha. À, lô 17 nha anh em. 17 thì có giá 900 ngàn. Anh em chốt hàng nhanh nhanh ủng hộ giùm mình nha. Một cốt bằng thông anh em ơi. Rồi qua số 20. À, 20 của bộ đế rất đẹp nha anh em. Em ơi này cũng tầm 13 hoành đó anh em ơi. À, đế rất lực. À, cái thứ nhất, cái thứ hai. Cái thứ hai cụ nở nha anh em. Đó, cụ đó. Để nơm nha anh em. Để nơm sâu xuống. Để nằm tầm 13, 14 quanh. Rồi lô 25 anh em ơi.
em lên có giá 700. Này để nôm xuống nha. Đó. Này tầm 11 quanh. Này 12 thì cũ nở nè. Cũ chờ bá sắn ốc. Nôm ghim xuống cắm cắm xuống nha nè. Đó. Này giá 700 anh em ơi. Rồi, hôm nay mình giao lưu với anh em là 5 lô. Anh em nhớ chốt hàng lô cho mình nha. Rồi video đến đây là xin tạm dừng nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ, chia sẻ nha, like mình nha, để có động lực làm video tiếp theo. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.